Vâng, hello, Trung tâm Điện tử Tám Hoa xin gửi lời chào đến toàn thể các bác và anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, trong cái clip ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu hàng về. Vâng, những cặp loa bãi Mỹ JBL này. Đấy, bên em tuyển chọn những cặp loa rất đẹp nhá, 3 cặp. Vâng, nay ngày 5 tháng 11 2020. Vâng, 3 cặp loa JBL. Hàng bãi xịn. Vâng, đây là những cặp loa có cái mã là MDD 225. Và MDD 225 thì với cái dòng này được thiết kế bằng một cổng jack cái lối lưu trích và một cổng 6 ly. Đó. Và đây là cái sơ di. Vâng, thùng gỗ vỏ ngoài bọc lỉ anh em này. Đây, đẹp xuất sắc luôn. Đây, MDD 225. À, đây là cái hông quai. Và cái thiết kế của thùng dòng này thì nó có cái chiều cao khoảng tầm trên 1 mét 1 mét 1 anh em. Đấy. Và chiều ngang của thùng là nó rơi vào khoảng 45 cm. Chiều sâu nó rơi vào khoảng 42 cm. Vâng, mã MDD 225 thì được thiết kế với 2 bát 40, kép và một tép kèn trên một thân thùng, tổng 3 loa trên một thân thùng. Đấy. Vâng, xin mời các bác cùng toàn thể anh em chúng ta cùng ngắm nhìn những cặp loa bãi Mỹ JBL được Trung tâm Điện tử Tám Hoa tuyển chọn, đẹp xuất sắc. Vâng, em báo giá luôn, những cặp loa JBL MDD 225 được thiết kế 2 bát 40 kép và một mít tép kèn. Bên em cam kết là loa còn zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Cái độ đẹp của nó, độ mới của nó còn khoảng chừng 90%. Đẹp xuất sắc luôn. Vâng, giá 19 triệu đồng anh em nhá. Giá 19 triệu đồng cho một cặp loa JBL MDD 225. Vâng, tiện em tháo luôn một chiếc để quay cho anh em nhìn cái nội thất. Đây là cái căng của nó này. JB này. Đấy. Vâng, bên em tuyển được 3 cặp anh em nhá. Tuyển được 3 cặp. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Anh, các bác nhìn cái bát của nó này. Đây là cái bát màng của nó. Đấy. Vẫn mới kính cong luôn này. Đấy. Màng làn sóng gân vải này. Dòng này chơi tiếng bát thì rất là mềm anh em. Tiếng bát rất mềm và sâu. Lời rất là bay nhá. Úi xồi, thơm phức luôn. Đấy. Đây là cái bát này. Này sử dụng từ 16. Côn này là côn 6,8. Côn 68. Ok. Quá chặt luôn. Đấy, các bác nhìn cái bát nó này. Đẹp xuất sắc nhé. Vâng, cái thời gian vừa rồi rất nhiều bác hỏi em cái mẫu JBMDD225. Nay em về được 3 cặp thôi. 3 cặp. Đấy, đẹp xuất sắc. Thơm. Đấy, bẩn này, bụi này. Ok, xong là em sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy, khung xương của nó nhá, các bác nhìn nhá. Khung xương đẹp mới. Đấy, từ 16 côn 68. Dòng này chơi rất là ok. Các bác chỉ cần dùng một cục đẩy công suất 400W trở lên là chơi ok rồi. 400W một kênh, các bác đánh tí tạ luôn. Bởi vì với dòng loa MDD 225 sở hữu 2 bát 40 từ 16 côn 68 thì nó
Thực chất ra với anh em là dòng loa này nó không tốn công suất, độ nhạy cao. Đấy. Từ nhỏ côn nó vừa phải thôi, cho nên là tiếng rất là bay. Đấy. Giá chỉ có 19 triệu đồng cho một cặp loa Mỹ JBL MDD 225. Đấy, đẹp xuất sắc. Phân tần của nó là các bác nhìn này. Đấy. Mùi gỗ thơm ngào ngạt luôn các bác nhá. Bác nào đang có ý định đầu tư một cặp loa Mỹ thì những cặp loa bên em tuyển chọn này phải nói nó đã đẹp xuất sắc rồi. À. Thì đây là những cặp loa để cho các bác đầu tư. Vâng, thì mọi nhu cầu mua sắm các bác liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Vâng, điện tử giám hoa địa chỉ tại Thị Tứ, Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.